Phạm Văn Bé. Indonesia thì đổ thừa cho trọng tài. Hôm nay không biết là đổ thừa nữa hay là họ sẽ tập trung chơi bóng. Nếu Indonesia họ không đá rắn, không đá láo mà họ tập trung chơi bóng, thì với những cái gì mà mình quan sát và mình phân tích đó, mình dựa theo những cái gì mà mình đã xem ở hai trận đấu vừa rồi, khi mà Indo đá với Qatar cũng như là Australia đá với Jordan đó, thì mình nghĩ rằng là ngày hôm nay Úc khó mà ăn được Indo, khó mà ăn được. Thậm chí là mình đang nghĩ đến cái kịch bản là Indo hôm nay sẽ lụm Úc và trận tới họ sẽ chơi tất tay với Jordan để giành vé vào tứ kết. Vâng, vừa rồi là những hình ảnh mà trong chương trình livestream trước khi trận đấu giữa U23 Indonesia và Australia diễn ra. Thì Vlog Ngoài Đường Piste cũng đã có một cái chia sẻ như vậy ở trong cái chương trình livestream vào lúc 19 giờ tối ngày hôm nay. Và với nhiều khán giả thì chắc là vẫn nhớ cái phần nhận định của Vlog Ngoài Đường Piste. Và xin được chia sẻ cùng với quý khán giả là cách đây khoảng 30 giây thôi, thì trận đấu giữa đội tuyển U23 Indonesia và đội tuyển U23 Australia đã chính thức khép lại với phần thắng 1-0 nghiêng về các học trò của huấn luyện viên Shin Tae Yong. Như vậy là sau khi để thua U23 Qatar, đội chủ nhà 0-2 ở trận đấu khai mạc, và huấn luyện viên Shin Tae Yong cùng với lãnh đạo của Liên đoàn bóng đá Indonesia chỉ trích cái công tác tổ chức cũng như là công tác trọng tài, thì ngày hôm nay các cầu thủ U23 Indonesia họ đã tập trung thi đấu và họ đã tạo nên một cơn địa chấn cực kỳ là thú vị khi đánh bại Australia với tỷ số là 1-0. Bàn thắng của cầu thủ mang áo số 4 Komang ở phút thứ 45 đã giúp cho U23 Indonesia tràn trề hy vọng ghi tên vào chơi ở vòng tứ kết của giải U23 châu Á năm 2024. Nếu như là ở lượt trận cuối U23 Indonesia có kết quả tốt trước Jordan, thì họ sẽ là một trong hai đại diện của bảng A góp mặt ở vòng tứ kết. Đây có thể nói là một kết quả mang đến rất nhiều sự thú vị cho người hâm mộ bóng đá ở khu vực Đông Nam Á. Đúng như những gì Vlog Ngoài Đường Piste đã đưa ra nhận định trong hàng loạt các cái chương trình kể từ sau khi xem cái trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Qatar. Mình cho rằng là nếu không có tấm thẻ đỏ và trái penalty thì chưa chắc là U23 Indonesia ở trận mở màn họ đã để thua Qatar, khi mà lối chơi của họ thực sự là khiến cho mình phải cảm thấy là lo lắng cho một cái tương lai của nhiều đội bóng còn lại ở khu vực Đông Nam Á. Khi mà lúc này đây, bóng đá Indonesia đang mang đến cho Vlog Ngoài Đường Piste một cái cảm giác rằng là dường như Indonesia lúc này chính là bóng đá Việt Nam năm 2018. Kể từ cái thời điểm mà chúng ta tạo nên cái cú sốc lớn ở Thường Châu và sau đó là kéo dài cái mạch thành công với hàng loạt các cái giải đấu từ AFF Cup, SEA Games, rồi các cái giải đấu ở đấu trường châu lục như là Asian Cup năm 2019. Thì rõ ràng một điều là lúc này đây mình đang thấy bóng đá Indonesia cái thời của họ đang tới như vậy. Và thực tế mà nói thì một chút nữa thôi, chắc chắn là trong cái phần họp báo, huấn luyện viên Shin Tae Yong sẽ chia sẻ với một cái phong thái nổ cũng rất là nhiều, cũng gáy vang đó. Và chắc chắn là với người hâm mộ bóng đá của Indonesia lúc này thì họ hoàn toàn có cái quyền là tự hào King of Asian, King of ASEAN, hay là họ có thể nổ được bất kỳ một cái từ ngữ nào mà họ có thể nghĩ ra lúc này. Bởi vì đơn giản một điều, họ đã đánh bại được Australia, cũng giống như là 6 năm trước U23 Việt Nam của chúng ta sau cái trận thua mở màn 1-2 trước U23 Hàn Quốc, thì bây giờ họ cũng đã đánh, thì lúc đó U23 Việt Nam của chúng ta cũng đã đánh bại Australia với cái bàn thắng của Quang Hải. Cả nhà chắc là vẫn còn nhớ đúng không ạ? Bây giờ thì Indonesia họ đang đi trên con đường đó. Họ cũng đánh bại Australia và dĩ nhiên là họ sẽ có quyền gáy thôi, bởi vì ngày hôm nay họ là người chiến thắng. Và thực sự mà nói thì một lần nữa cảm xúc của bóng đá Đông Nam Á lúc này có lẽ là đang dồn về phía của Indonesia. Không biết là phải nói như thế nào. Rõ ràng là thời của họ đang đến rồi, thời của huấn luyện viên Shin Tae Yong. Và chúng ta cần phải thực tế mà nhìn nhận là Indonesia họ đang có một lứa cầu thủ chất lượng từ lối chơi cho đến nền tảng thể lực và kể cả là thể hình, khi mà nhiều cầu thủ nội của họ cũng có thể hình khá là ok. Còn với các cầu thủ ngoại mà các cầu thủ nhập tịch của họ thì thôi không cần phải bàn nữa. Và ngày hôm nay thì khi mà họ chơi đôi công với U23 Australia ở trong hiệp 1 45 phút đầu tiên thì khiến cho chúng ta phải đặt ra câu hỏi là wow, từ khi nào mà bây giờ Indonesia lại đang chơi đôi công với Australia vậy? Ở hiệp 2 thì dĩ nhiên là khi mà chạm vào tự ái rồi thì Australia họ dồn lên tấn công và họ ép sân liên tục. Nhưng mà nói thiệt là các cái tình huống dứt điểm cuối cùng của Australia, một là đi không chính xác, hai là dứt điểm quá hiền và dễ dàng bị thủ môn Ernando Ari cản phá được hết. Hôm nay thì Ernando Ari chính là người hùng của U23 Indonesia với tình huống cản phá penalty thành công trong hiệp 1 trước khi mà đồng đội Komang mở tỷ số trận đấu. Và ở hiệp 2 thì chính Ari cũng là người đã liên tiếp có những cái tình huống giải nguy cho hàng phòng ngự của U23 Indonesia. Một trận đấu mà có thể nói là mang đến rất nhiều cảm xúc dành cho gần 300 triệu người dân Indonesia. Và tất nhiên là với các cổ động viên của bóng đá Đông Nam Á thì cũng rất là thú vị với cái trận đấu này, đúng không quý khán giả? Vlog Ngoài Đường Piste rất là cảm ơn sự quan tâm, theo dõi của quý khán giả dành cho chương trình livestream thứ tư trong ngày hôm nay của mình. Sáng sớm ngày hôm nay, tức là 0 giờ 30 phút sáng, mình có chương trình đầu tiên. Trưa nay vào lúc gần 11 giờ, tối nay vào lúc 7 giờ tối và bây giờ là chương trình vào lúc 22 giờ 5 phút. Xin được cảm ơn sự quan tâm, theo dõi của quý khán giả. Rất cảm ơn sự ủng hộ của cả nhà. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cái phần tương tác. Xin được cảm ơn Lost Manto luôn đồng hành cùng Vlog Ngoài Đường Piste trong các chương trình tác nghiệp và bóng đá Việt Nam. Xin mời cả nhà chúng ta đến với phần trò chuyện. Mở nhãn chai ngay, tin hay mỗi tuần. Scan ngay mã QR dưới nhãn chai sữa Manto để có cơ hội quay vòng quay may mắn, dễ chơi dễ trúng. Đầu tiên thì trước khi mà chúng ta tương tác với nhau thì mình cũng xin phép được chia sẻ một cái thông tin liên quan đến Nguyễn Đình Bắc. Trong cái chương trình vào tối ngày hôm nay thì mình đã thông tin về việc là Đình Bắc có đưa một cái dòng trạng thái ở trên trang cá nhân của bạn ấy với hình là đang đi nạn và bó cái cổ chân. Cái mắt cá chân của Đình Bắc đã bị chấn thương và mức độ tổn thương thì theo như Đình Bắc là nặng và bạn ấy cũng coi như là nói lời chia tay với U23 Việt Nam. Tuy nhiên là tối ngày hôm nay thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng đã chia sẻ với giới truyền thông trong cái group nội bộ và họ nói rằng là cái chấn thương của Đình Bắc thì trước mắt là sẽ nghỉ thi đấu 2 trận chứ chưa phải là cho bạn ấy về Việt Nam để mà chữa trị. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn muốn giữ Đình Bắc ở lại và chờ xem là liệu bạn ấy có kịp bình phục nếu như là đội tuyển U23 Việt Nam vào tới vòng tứ kết hay không. Bởi vì ngày hôm nay là ngày 18 tháng 4. Còn nếu đội tuyển U23 Việt Nam mà ghi tên vào chơi ở vòng tứ kết thì chúng ta sẽ đá vào ngày 1 là ngày 27 hoặc là ngày 28 tháng 4. Tức là còn 10 ngày nữa để cho những cái hy vọng rằng là Đình Bắc sẽ bình phục. Và đó là lý do mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam chia sẻ lại cái thông tin này và nói rằng là Đình Bắc vẫn sẽ ở lại với đội tuyển U23 Việt Nam. Xin được cập nhật thông tin đến với quý khán giả. Rồi bây giờ chúng ta đến với phần trò chuyện thôi ạ. Xin chào bạn Lưu Chí Thuận. Thật sự là không thể tin nổi. Không có gì là không tin nổi. Nếu chúng ta xem kỹ hai cái trận đấu với U23 Indonesia với Qatar ở trận mở màn và cái trận đấu giữa U23 Australia với Jordan thì chúng ta sẽ thấy là Australia ở giải đấu năm nay có rất là nhiều vấn đề và các cầu thủ của họ thì tỏ ra khá là non nớt. Thậm chí là cái trận đấu với Jordan, nếu như Jordan mà không bị đuổi người ở phút thứ 78 của trận đấu thì cũng chưa biết là liệu cái quãng thời gian còn lại thì Jordan có đánh bại Australia luôn hay không, đúng không? Chưa thể nói trước được điều gì ở thời điểm đó. Cho nên là khi mà mình xem cái trận đấu đó xong rồi mình xem cái trận khai mạc giữa Indonesia và Qatar thì mình đã thấy Indo đá rất là cháy. Họ đá rất là cháy, thoát pressing rất tốt, cầu thủ thi đấu điềm tĩnh và đặc biệt là cái nền tảng thể lực của họ quá tốt. huấn luyện viên Shin Tae Yong đã chuẩn bị cho các cầu thủ một cái nền tảng thể lực rất tốt như vậy. Cho nên là mình không ngạc nhiên về cái trận đấu ngày hôm nay và cái kết quả ngày hôm nay. Đó là lý do mà lúc nãy mình đã đăng ở trên Facebook rồi đó. Khán giả đã, mọi người, bạn bè của mình đang vô cười ha ha quá trời, nể mình quá trời, đưa ra dự đoán quá chính xác. Cái dự đoán của mình nó đã được giữ từ cái sau cái trận Indo đến bây giờ. Mình vẫn bảo lưu cái quan điểm là Indo nếu mà đá như cái trận với Qatar thì chẳng sợ gì Jordan hay là Úc cả. Và thực tế thì ngày hôm nay họ cũng chơi cân luôn với Úc ở hiệp 1 để họ ghi được cái bàn thắng rồi họ mới lùi về. Quá chính xác. Xin chào bạn Trại Gia Sài Gòn, bạn Định Gaming FC TV. Em nghĩ U23 Indo mà gặp U23 Uzbekistan. Nếu gặp cũng Indo mà gặp Uzbekistan thì mình nghĩ là chưa. Nếu mà gặp thì hãy chờ đến bán kết hay là chung kết á. Bởi vì cái nhánh của Việt Nam mình thì sẽ không gặp nhánh của Indo. Nhánh của chúng ta là nhất bảng C sẽ gặp nhì bảng D. Việt Nam mình là nằm ở bảng D. Còn nhánh bảng C chính là bảng có Thái Lan đó cả nhà. Xin được chia sẻ đây, mình để đây cho cả nhà dễ nắm. Đó, thì cái bảng C là có sự góp mặt của Ả Rập Xê Út, Tajikistan, Thái Lan và Iraq. Lúc này đây thì Thái Lan cùng với Ả Rập Xê Út đang chia nhau hai cái vị trí nhất nhì trên bảng xếp hạng, bảng C. Bảng D là có mình và Uzbekistan. Cho nên là nếu mà Indo mà muốn gặp Uzbekistan thì phải vào tới vòng bán kết hoặc chung kết cơ. Xin chào chị Hiền Lam, chào Dũng, Indo đá hay phết, thủ môn hay quá, không thể tin nổi. Nếu cả nhà thấy sức ép của Australia tạo ra nhưng hàng phòng ngự của Indo họ đá rất tỉnh. Cái yếu tố để quyết định đến mọi thứ với Indonesia lúc này có lẽ chính là cái nền tảng thể lực của họ. Một cái nền tảng thể lực được chuẩn bị rất là tốt. Xin chào bạn Hoàng Vũ K19QT. Qua em xem trấn bé Đù Minh Quang không thể ngậm cười được. Xin cảm ơn bạn Hoàng Vũ. Xin chào bạn Kaka, bạn Thắng Hồ. Indonesia đã tốt quá em Dũng ơi. Dạ thì nó đúng với cái nhận định của em. Khi mà họ đã mang 11 cầu thủ ở đội tuyển quốc gia, vừa đá với đội tuyển Việt Nam của chúng ta 3 trận từ Asian Cup cho đến 2 trận vòng loại World Cup xong, và mang cái lực lượng đó để đi đá cái vòng chung kết U23 châu Á này, thì thực sự mà nói em không có bất ngờ gì nữa. Em không còn bất ngờ gì nữa với cái lối chơi của họ. Xin chào bạn Trần Thiên Ngân. Indo đá hay quá luôn anh. Giờ Việt Nam mình gặp Indo mà cứ đá như vậy là ngán luôn. Nếu họ cứ nhồi banh. Ngày hôm qua đến giờ thì nhiều bạn có nói về cái Thái Lan. Nói về Thái Lan ở một cái level, ở một cái đẳng cấp tốt quá. Xin lỗi chứ gặp Indo lúc này nó đá cho cũng lên bờ xuống ruộng chứ tốt cái gì. Tại vì đơn giản một điều là nếu cả nhà nhìn cái cách đá của Thái Lan lúc này, đá theo kiểu rất là đủng đỉnh. Nhưng mà nền tảng thể lực của Thái lúc này đảm bảo không thể bằng được Indonesia. Và cái yếu tố quyết định là cái yếu tố về thể lực. Bởi vì cái trận đấu của hai đội này ở SEA Games thì Indonesia họ cũng đè Thái Lan ra, họ đua tốc độ và họ bắt Thái Lan phải chơi với một cái trận cầu tốc độ cao. Đến khoảng 80 phút là Thái đứng thở rồi. Lúc đó là bắt đầu Indo nó tra tấn Thái liền. Thì bây giờ mà gặp lại nhau như thế này, kể cả ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Indo nó cũng sẽ dùng cái bài thể lực này để nó tra tấn các đội ở Đông Nam Á. Lúc này có phương án nào đó thôi, đó là phải tăng cường cái thể lực lên để chơi với Indo thôi. Nó sẽ dùng cái chiêu này nó đá hoài luôn. Với cái dàn đội tuyển trẻ của nó như lúc này, tức là đội tuyển quốc gia mà cũng toàn là U23 như thế này, thì nó có thể đá, nó duy trì cái sự bền bỉ và cái duy trì cái sự thành công, cái công thức thành công của nó trong 8 đến 10 năm nếu các đội không có cái phương án để đối phó. Xin chào bạn Min Min TV. Hai anh, Indo đá hiệp 1 tấn công hay, hiệp 2 phòng thủ chắc, họ hay thật sự. Chúc anh buổi tối vui vẻ. Xin cảm ơn bạn Min Min TV. nói hay hay không hay. Nói thiệt là bây giờ mình bắt đầu thấy lo chứ chả phải hay. Khen thì là một chuyện thôi, cảm thấy thực sự là lo lắng. Xin chào bạn Phương F5 Long An. Nghe Shin nổ banh xác chắc chắn rồi, thắng mà, họ có quyền. Bây giờ họ đảm bảo là đang vô múa lắm nè, giờ là đang gáy lắm luôn. Xin chào bạn Huỳnh An Huy, bạn Lê Hằng, Đăng Khôi, hello anh. Xin cảm ơn bạn Đăng Khôi. Nguyễn Đức Cường, chào Dũng, chúc mừng Indonesia, người bạn Đông Nam Á, phải công nhận Indo tối nay đá hay quá phải không Dũng? Dạ, hay mà nền tảng thể lực của họ quá tốt, toàn là phút bù giờ vẫn thấy họ băng lên 3-4 cầu thủ để chơi phản công, dễ sợ, quá khỏe. Bạn Minh, nhập tịch và cầu thủ Việt Kiều phải là xu hướng thôi. VFF phải làm việc để sử dụng điều này. Bóng rổ làm được thì phải cho bóng đá làm. Xin chào bạn Lưu Chí Thuận. Bóng đá Hàn Quốc phù hợp với thể trạng của con người Đông Nam Á. Yếu tố thực dụng. Đó chính là cái yếu tố thực dụng được đề cao ạ. Xin chào bạn Dũng Trần. Cảm giác Úc đá không có động lực anh nhỉ? Đá cứ bình bình y như cái năm mà đá với mình cũng vậy. Mà thực tế thì nếu cả nhà để ý sẽ thấy là cái lối chơi của Australia ở các cái giải trẻ cứ đá đều. Chỉ có khi là đá cái sân chơi World Cup thì họ mới bung hết lực, bung hết sức ra mà thôi. Có lẽ là ngay ở bên đó thì họ cũng xác định một cái điều là giải trẻ là dành cho cầu thủ trẻ và cái sự quan tâm là không có. Thực ra lúc nãy mình thấy nhiều anh em bình luận viên, anh em đồng nghiệp bình luận là với cái lối đá này thì rất có thể ngày mai là Australia sẽ nằm trong cái tâm bão chỉ trích của truyền thông nước này. Mình buồn cười quá. Mình nói thiệt là làm gì có chuyện là truyền thông Úc nó thèm để ý đến mấy cái đội trẻ đi đá. Không có chuyện là nó tạo áp lực gì đâu. Đi đá này giống như là đi vui chơi có thưởng xong đi về thôi. Chẳng có vấn đề gì đối với bên nó không có nặng nề mấy cái giải trẻ này lắm đâu. Nếu mà nói vậy là không hiểu gì về bóng đá Úc rồi. Xin chào bạn Cao Đăng Quỳnh, bạn Hiền Võ. Câu lạc bộ anh Hiền Võ, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh không đá giao hữu với đội bóng nào hả Dũng? Dạ, chưa có lịch anh ạ. Hôm bữa em có hỏi thì bên câu lạc bộ có trả lời là đến thời điểm này chưa có xét kèo, chưa xác định. Nhưng mà em cũng nghe nói là Công an Hà Nội là muốn đá giao hữu một trận với câu lạc bộ thành phố, và không biết là phía câu lạc bộ thành phố như thế nào thôi. Đến thời điểm này vẫn không có thông báo về lịch luôn cho đến ngày hôm nay. Em hỏi cách đây hai ngày thì bên truyền thông bên đó nói là không có, đến giờ là không có đá, không có xét kèo. Xin chào bạn Lường Hữu Thiệp, bạn Nguyên Bùi. Indo năm nay giống như năm 2018 với Việt Nam. Indo sẽ vào chung kết gặp Ả Rập Xê Út và được huy chương bạc. Mọi người tin tôi đi. Con chào chú Đặng Văn Năm. Hôm nay Indo chơi quá hay, rất đáng khen. Dạ. Xin chào anh Hiếu Nghĩa Lý Lê. Không có cầu thủ nhập tịch ở phòng ngự toàn hậu vệ Indonesia nên đá cảm tử. Còn Úc thì thiếu chính xác rất nhiều. Bạn Hiệp Vũ, Úc đá như thế thua thì chịu. Dạ. Bạn Min Min TV, hình bóng U23 Việt Nam ở Thường Châu anh à. Lượt 2 cũng thắng Úc. Nó cũng hào giống vậy ha. Lượt trận cuối nó cũng sẽ gặp một đại diện đến từ khu vực Tây Á. Nhưng mà không phải là hồi trước chúng ta là Syria, còn bây giờ là Yemen. Xin lỗi, là Jordan. Vào lúc 22:30 tối ngày hôm nay, tức là 4 phút nữa thôi, thì trận đấu tiếp theo ở bảng A sẽ diễn ra. Đó là đội chủ nhà U23 Qatar sẽ đối đầu với U23 Jordan. Một trận đấu cũng rất hay. Quý khán giả có thể lên VTV5 để thưởng thức cuộc so tài trên sân Jassim Bin Hamad. Xin chào bạn Phú Trần. Indo hôm nay nó có đi kiện AFC vậy không ta? Hôm nay nó cũng bị pen đó ha. Nó cũng bị pen đó. Mà đúng là Ernando Ari là quá hay. Bắt trái banh Cú cho banh đó là đúng là sốc tinh thần cho toàn đội. Tại vì thực tế là lúc trước đó thì Indo đang đá quá hay, đang đá sung luôn. Cái đùng cái dính trái pen cái là thấy ngu liền. Tại vì thường mà bị vậy á, thua á, là xìu xuống nhanh lắm. Mà đúng là Ari nó ngăn lại, nó ngăn được cái trái banh đó, xong là nó kiểu nó khích lệ tinh thần cho toàn đội chơi, tiếp tục chơi hay ở hiệp 2, ở cái giai đoạn sau đó, và ghi được cái bàn thắng nâng tỷ số, mở tỷ số trận đấu luôn á. Quá hay. Xin chào bạn Tấn Võ. Australia đá quá dở, có thể hình mà không biết đá. Cái lối đá của Australia chúng ta thấy nó đá như vậy, nó cứ đều đều, lật bóng đánh đầu rồi chờ những cái tình huống bóng nảy ra rồi đá bồi vô. Xin chào bạn Lưu Chí Thuận. Shin Tae Yong sẽ nổ vang trời, nhưng lúc này đây thì ông ấy có nổ cái gì là cũng đúng hết luôn. Bây giờ nổ cái gì cũng đúng. Thứ nhất là ngày hôm nay thắng được Australia, tức là tạo địa chấn rồi, gây sốc rồi. Thứ hai nữa là trong cái khoảng thời gian vừa rồi thì đội tuyển đang ngon chớn nữa, chuẩn bị vào vòng loại thứ ba World Cup rồi. Đó, thì coi như là nói chung là mọi thứ bây giờ nó giống y như Việt Nam của mình. Tức là cái quỹ đạo của bóng đá Indonesia lúc này từ cái đội U23 cho đến cái đội tuyển quốc gia của họ, tức là đang đi theo cái con đường của chúng ta, cái kiểu mà bắt đầu là đang thăng hoa nè, đang nhận được rất là nhiều sự quan tâm chú ý, kể cả yêu thích và kể cả ghét đều có hết. Lúc này là Indo là đúng y như Việt Nam của 5-6 năm trước, đúng nghĩa là 5-6 năm trước. Xin chào bạn Trung Đoàn Indonesia. Dạo này mua giải hơi nhiều à? Xin chào bạn Trần Dũng. Có phải Đông Nam Á mạnh lên hay là các đội ở châu lục yếu đi anh ơi? Đông Nam Á này đội nào cũng hay. Xin cảm ơn chia sẻ của bạn Trần Dũng. Trong cái chương trình mà mình nhớ không lầm là cũng từng có một cái phần mà mình phân tích, hình như cách đây 2 ngày. Mình đã 2 ngày hay 3 ngày, tức là ngay trước cái thềm mà bắt đầu đá giải, thì có một số bạn đã đưa ra các cái nhận định là trước cái trận Indo với Qatar thì một số bạn đã nói về cái việc là Qatar chuẩn bị mang rổ đi đựng bóng. Thì mình đã nói là không có cái chuyện đó, không thể có được cái chuyện đó đâu. Bởi vì cái trình độ bóng đá của châu lục và của khu vực Đông Nam Á mình đã bắt đầu thu hẹp lại, và thậm chí là đây là một cái tình hình chung của bóng đá châu Á luôn. Tức là bây giờ mà những cái trận thắng mà theo kiểu thắng như trẻ tre nó rất là khó xảy ra nữa. Bây giờ là các đội mạnh, họ có chiến thắng đi thì họ cũng phải mướt mồ hôi. Và thứ hai nữa là thắng, cái cách biệt nó sẽ không còn quá lớn. Cho nên là cái khái niệm mà mang rổ đi đựng bóng mình không tin nó sẽ xảy ra. Và thực tế thì bây giờ đang đúng như những gì mà mình đã nhận định. Vì thực tế thì không phải là mới, câu chuyện này không còn mới, mà khoảng 5-6 năm trở lại đây chúng ta sẽ thấy là những cái trận đấu mà thắng cái kiểu chênh lệch quá lớn nó đã không còn. Bóng đá hiện đại, các đội bóng bây giờ họ nâng cao cái năng lực trong chiến thuật, trong lối chơi, trong thể lực. Họ luôn cố gắng để nâng cao tất cả mọi thứ như thế. Và vì vậy nó thu hẹp cái khoảng cách về trình độ chuyên môn giữa các đội bóng, kể cả những cái đội lớn, những cái đội mạnh. Trong cái chương trình trưa ngày hôm nay thì quý khán giả nào mà đã xem cái chương trình Dũng trò chuyện với Jang Jae-mo rồi, đúng không ạ? Bạn nào đã xem rồi ạ? Còn bạn nào chưa xem thì bây giờ mình sẽ đưa cái link đó để cả nhà xem lại cái chương trình đó. Để biết là Jang Jae-mo bạn ấy là thành viên của đội tuyển Hàn Quốc. Bạn ấy là ký hợp đồng làm việc với đội tuyển Hàn Quốc với vai trò vừa là trợ lý, vừa là phiên dịch, vừa là chân đưa khiêng đồ rồi này nọ. Nói chung là phải làm rất nhiều thứ ở đội tuyển Hàn Quốc. Và cái quãng thời gian vừa qua thì Jang Jae-mo coi như là biết hết tất cả các cái sự việc, từ cái chuyện Son Heung-min với Lee Kang-in. Tại vì bạn ấy là thành viên của đội Hàn Quốc mà, đi đâu anh cũng đi theo hết mà, anh biết hết. Rồi những cái câu chuyện về sự chuẩn bị của đội tuyển Hàn Quốc cho những cái trận đấu vừa rồi. Cái số đầu tiên thì mình phát sóng cách đây 45 ngày, cả nhà chắc là đều xem. Cái số mới nhất thì mình đã ghim ở trên cái phần tương tác này, cả nhà một chút nữa có thể ấn vào để xem. Thì Jang Jae-mo nói rất nhiều về cái nỗi lo của đội tuyển Hàn Quốc. Đầu tiên là khi mà đội tuyển Hàn Quốc chia tay huấn luyện viên Jürgen Klinsmann sau cái thất bại ở Asian Cup, thì bổ nhiệm huấn luyện viên tạm quyền là ông Hwang Sun-hong. Và ông Hwang Sun-hong khi làm thì hai trận đầu tiên là đá lượt đi với Thái Lan ở Seoul. Kết quả hai đội hòa nhau 1-1. Và lúc đó nội bộ đội bóng Hàn Quốc họ còn lo là lượt về là thua luôn ở bên Thái. Hãy nghe lại phần nói chuyện của Jang Jae-mo để hiểu là lúc đó họ cũng rất hồi hộp, rất lo lắng, lo sợ. Họ đã tính đến cái kịch bản là có thể thua ở Thái Lan ở bên sân Raja Mangala luôn. Nhưng mà rất may là khi sang Thái đá thì họ cũng không hiểu tại sao mà ông Thái ông đá bên Seoul thì hay thế, mà ông về lại Bangkok ông mới đá thì ông đá dở ẹt. Cũng may. Rồi bây giờ là Hàn Quốc bắt đầu lo đến hai cái trận tháng 6, là nếu mà không thắng mà lỡ xui xui á là bị trừ điểm trên bảng xếp hạng FIFA, là tuột cái thứ hạng. Mà khi tuột thứ hạng á, coi chừng là rớt khỏi cái nhóm hạt giống số 1 khi bốc thăm vòng thứ 3 của vòng loại World Cup. Mà rớt hạt giống số 1 là xuống cái nhóm hạt giống số 2 á, là có khi là phải đi đá với nhiều cái đại diện mạnh như là Nhật, như là Úc hay là Iran, là họ cũng ngại luôn. Tức là Hàn Quốc họ cũng lo đó. Rồi họ còn lo cái chuyện là ví dụ đá với Syria hay là Palestine hay là một đội nào đó, là cái quãng đường mà di chuyển rồi bay đi bay tới bay lui cầu thủ từ nước ngoài gọi về là bay không mất ngày rưỡi 2 ngày, là về chẳng kịp tập gì hết là ra sân đá luôn kiểu vậy. Là họ phải tính toán rất nhiều cái nỗi lo như vậy để thấy rằng là ai cũng trong chúng ta đều mặc định Hàn Quốc là một trong tứ đại anh hào của bóng đá châu Á luôn, là nằm trong top 4 đội mà lúc nào cũng là những đại ca đại bàng lớn nhất: Nhật, Úc, Iran và Hàn Quốc. Nhưng mà theo nghe Jang Jae-mo chia sẻ thì mới hiểu là họ cũng lo lắng đến mọi thứ luôn. Họ cũng sợ, cái gì họ cũng sợ hết. Thì để hiểu được rằng là bây giờ cái trình độ của đối thủ ở châu Á nó đã được thu hẹp rất nhiều. Cả nhà có thể xem lại cả hai cái chương trình. Đây cái clip mà Dũng đang gắn ở cái phần tương tác này nè, bôi màu đen đen đó. Xin chào bạn Nguyễn Văn Lộc. Tối qua chú Dũng bảo Đình Bắc không sao mà vlog Minh Hải bảo Đình Bắc chống nạn. Dạ, tối qua Dũng hỏi anh Trần Di Đạt, anh Đạt chạy đi hỏi ban huấn luyện và anh bên ban huấn luyện thì đưa ra cái chẩn đoán ban đầu là không sao. Dạ, xin được chia sẻ. Và cái thông tin mà Đình Bắc chống nạn mình cũng là người đưa sớm nhất luôn ạ. Trong chương trình chiều tối ngày hôm nay là Dũng đã đưa, Dũng cũng là người đưa sớm nhất luôn. Thông tin cập nhật liên tục ạ. Tại vì ngày hôm qua thì chẩn đoán ban đầu là ổn, nhưng mà đến sáng nay đi chụp phim thì đưa ra kết luận là lo hơn. Xin chào bạn Mac Miza. Dũng dự đoán thánh quá. Dạ, không phải là dự đoán mà Dũng căn cứ vào cái lối đá của họ, nhìn cái cách họ đá để mình đưa ra cái nhận định. Cả nhà thấy chuẩn không ạ? Quá chuẩn. Nói chính xác như Jimiko. Bạn Phạm Văn Bé. Indonesia thì đổ thừa cho trọng tài. Hôm nay không biết là đổ thừa nữa hay là họ sẽ tập trung chơi bóng. Nếu Indonesia họ không đá rắn, không đá láo mà họ tập trung chơi bóng, thì với những cái gì mà mình quan sát và mình phân tích đó, mình dựa theo những cái gì mà mình đã xem ở hai trận đấu vừa rồi, khi mà Indo đá với Qatar cũng như là Australia đá với Jordan đó, thì mình nghĩ rằng là ngày hôm nay Úc khó mà ăn được Indo, khó mà ăn được. Thậm chí là mình đang nghĩ đến cái kịch bản là Indo hôm nay sẽ lụm Úc và trận tới họ sẽ chơi tất tay với Jordan để giành vé vào tứ kết. Cho mọi người xem lại phần nhận định tối nay của mình. Chuẩn như Zibico. Ngại ghê. Mình tiếp tục đến với những câu tiếp theo ạ. Xin chào bạn PAT. Nhìn Thái với Indo nó đá khác hẳn Việt Nam. Cầm bóng rất chắc chắn. Việt Nam đá vừa non lại vừa lóng ngóng. Đây cũng là một cái nỗi lo, nhưng mà biết sao, cũng là những cái trận đấu đầu tiên của các em, cho nên là cái sự lọng cộng thì nó cũng dễ hiểu thôi. Hy vọng là các em sẽ càng đá thì càng mượt mà hơn. Mà anh Hoàng Anh Tuấn thì anh ấy luôn có cái năng lực đó. Càng về sau, nếu cả nhà xem những đội bóng mà anh Tuấn anh làm thì càng về sau họ sẽ càng đá chắc chắn hơn. Bao giờ cũng vậy, cái yếu tố thực dụng được đặt lên hàng đầu. Nhưng mà ngày hôm qua là cũng đã có những cái thời điểm người hâm mộ bóng đá Việt Nam chúng ta thót tim. Nhưng mà dù sao thì 3 điểm cái đã, đúng không? 3 điểm đã, nói gì thì nói. Tự tin rất là lớn trước cái cuộc đối đầu với U23 Malaysia. Xin chào bạn Trần Bin, Bin Trần Channel. Indonesia thắng trận cầu như là 6 điểm. Xin chào bạn HLHT. Xin chào bạn Hoa Hà. Anh ơi, Hoàng Anh Gia Lai vào buổi nào vậy ạ? Đội ở khách sạn gần quân khu 7 như cũ. Ok ạ. Anh không rõ em ạ. Anh cũng chưa hỏi, tại vì anh chỉ quan tâm đến cái lịch của câu lạc bộ đá thôi. Còn cái lịch bay vô thì anh không có hỏi, tại vì ngày mai anh cũng không có kế hoạch đi quay Hoàng Anh Gia Lai. Ngày mai anh có hẹn với anh Lê Huy Khoa để cho một cái chương trình khác cũng liên quan đến bóng đá Việt Nam. Nên là anh cũng không có hỏi bên Hoàng Anh Gia Lai cái lịch. Anh chỉ biết là thứ Bảy thì đá với Bình Dương, thì cứ mình cứ đi xuống dưới đó thôi. Cái lịch trong ngày thứ Sáu này thì không có làm gì liên quan đến Hoàng Anh Gia Lai. Thứ Bảy và Chủ nhật sẽ làm 2 trận giao hữu. Trận thứ Bảy là Gia Lai đá với Bình Dương, sau đó là buổi tối về xem và ủng hộ U23 Việt Nam. Rồi ngày Chủ nhật thì làm trận ở sân Thống Nhất giữa Công an Hà Nội và Hoàng Anh Gia Lai. 2 trận liên tiếp, 2 ngày Gia Lai đá 2 ngày liên tiếp luôn đó. Còn ngày mai thì cái kế hoạch của mình, trong cái công việc của mình thì là đi phỏng vấn anh Lê Huy Khoa. Xin chào bạn Alexander Pato. Thực sự mà thấy Indo đá mà kinh hãi anh Dũng. Xin cảm ơn chia sẻ của bạn. Xin chào anh Sanh Lê. Dũng làm việc nhiều quá em. Dạ, cố gắng anh ạ. Cái thời điểm này cái view rất là thấp, view nó bị xuống, cho nên là có thời điểm, có dịp mà nắm được là lúc này người hâm mộ, mọi người còn đang quan tâm, là em dồn sức em làm đi. Có những cái ngày khán giả không muốn coi đá banh, tại vì làm gì có, không có cái giải, không có cái sự kiện gì để họ quan tâm, rất là khó để có view. Thì em phải bù lại bằng những cái đợt như thế này, là những cái dịp như thế này, là cái dịp mà mọi người còn đang có cái sự chú ý thì mình phải tranh thủ. Chứ nói chứ mấy ngày, có mấy cái ngày mà nó không có view đó, rất là lo, vì cái view tổng nó ảnh hưởng đến cái doanh thu mà. Ồ, có quá trời bạn Indo ở phía dưới luôn ta. Chịu, tiếng Indo thì làm sao mà đọc được, bó tay. Vlog Ngoài Đường Piste rất là cảm ơn sự quan tâm, theo dõi của quý khán giả dành cho chương trình của mình vào tối ngày hôm nay. Hẹn gặp lại cả nhà trong các chương trình bình luận tiếp theo về bóng đá Việt Nam. Ngày mai thì mình phỏng vấn anh Lê Huy Khoa xong thì chắc là phải dựng, chắc cũng phải đến chiều hoặc là đến chiều tối thì may ra mới có thành phẩm được. Buổi trưa thì mình vẫn sẽ lên sóng như bình thường. Hẹn gặp lại cả nhà trong các chương trình bình luận tiếp theo về bóng đá Việt Nam. Chúc cả nhà một buổi tối thật là ngon giấc. Bây giờ thì mình cũng tranh thủ mở VTV5 lên để xem trận đấu giữa U23 Qatar và U23 Jordan. Xin được cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ của quý khán giả dành cho chương trình của Dũng. Cũng xin cảm ơn Lost Manto luôn đồng hành cùng Dũng trong các chương trình bình luận về bóng đá Việt Nam. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Mở nhãn chai ngay, tin hay mỗi tuần, scan ngay mã QR dưới nhãn chai sữa Manto.